Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình của khách sạn Hilton Sài Gòn cũng như là tiến độ của dự án The Nexus quận 1 và dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ về những thông tin cũng như là tiến độ mới nhất của tất cả các dự án này. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án Hilton Sài Gòn. Dự án này thì có vị trí đắc địa, tọa lạc ngay vòng xoay của công trường Mê Linh. Mặc dù dự án này đã thực hiện lễ cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng, thế nhưng dự án khách sạn Hilton Sài Gòn tọa lạc tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long làm chủ đầu tư lại không có giấy phép chứng nhận đầu tư cho dự án khách sạn Hilton Sài Gòn. Dự án khách sạn Hilton Sài Gòn thì được cấp phép xây dựng phần ngầm vào tháng 1 năm 2017 và tới đầu tháng 12 năm 2019 thì chủ đầu tư của dự án khách sạn Hilton Sài Gòn đã được cấp phép xây dựng phần thân. Trải qua hơn 1 năm thi công và xây dựng thì dự án này đã cất nóc vào tháng 4 năm 2020 và đang trong quá trình thi công hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Dự kiến ban đầu của chủ đầu tư dự án khách sạn Hilton Sài Gòn thì dự án này sẽ được đưa vào hoạt động quý 2 năm 2021. Tuy nhiên thì tới nay dự án này vẫn chưa thể đưa vào hoạt động và sử dụng. Ngay từ ngày đầu tiên triển khai thi công của dự án và xây dựng phần ngầm cũng như là phần thân của dự án thì dự án này được rất nhiều người quan tâm. Khi dự án này tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm của quận 1, có vị trí và mặt tiền trên đường Tôn Đức Thắng giáp với bờ sông. Khi xung quanh của dự án này có rất nhiều dự án trọng điểm và nổi bật như là Bitexco, Times Square, Tòa tháp Vietcombank và hàng loạt dự án đang được triển khai thi công. Nếu như dự án này được đưa vào sử dụng và hoạt động thì nó sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của quận 1 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Tuy nhiên thì sau khi cất nóc và đang trong quá trình thi công hoàn thiện, trang trí nội thất thì dự án này lại dính các vấn đề về pháp lý khi chưa có giấy chứng nhận đầu tư của dự án khách sạn Hilton Sài Gòn. Qua rà soát trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và hồ sơ lưu trữ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã không cấp quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án khách sạn Hilton Sài Gòn. Do đó thì đã đề nghị cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh rà soát vấn đề pháp lý của dự án này theo quy định. Theo đó thì ngày 29 tháng 6 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến rà soát pháp lý của dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét. Gần một năm trôi qua thì tới nay dự án này vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đã hoàn thành bổ sung các giấy tờ liên quan đến pháp lý của dự án này hay chưa. Hiện tại thì dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động. Về tiến độ của dự án thì như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy, dự án này đã được hoàn thiện bên ngoài. Chỉ còn phần trên đỉnh của dự án là chưa hoàn thiện xong. Bên trong của dự án thì đang được thi công, trang trí nội thất. Tuy nhiên thì lượng công nhân thi công để trang trí nội thất thì rất là ít. Cổng của dự án khách sạn Hilton Sài Gòn luôn được đóng kín, khác xa so với trước kia khi được thi công xây dựng ồ ạt và xe ra vào thường xuyên. Máy móc và công nhân hoạt động thường xuyên. Như quý vị và các bạn đã biết thì dự án này được xây dựng trên khu đất rộng 2.200m², có quy mô 5 tầng hầm và 34 tầng nổi. Dự án này thì có vốn đầu tư lên đến 3.000 tỷ đồng. Hy vọng thì dự án khách sạn Hilton Sài Gòn sẽ sớm hoàn thành các hồ sơ và giải quyết các vấn đề về pháp lý của dự án này để dự án này sớm được đưa vào hoạt động và sử dụng nhằm góp phần đem lại cảnh quan cho quận 1 cũng như là thành phố Hồ Chí Minh và góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội cũng như là du lịch. Ở nội dung tiếp theo thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án The Nexus quận 1. Dự án The Nexus quận 1 thì tọa lạc tại số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban đầu thì dự án này được thiết kế gồm có 3 tòa tháp. Tuy nhiên thì hiện tại dự án này đang thi công và xây dựng 2 tòa tháp. Dự án The Nexus quận 1 là khu phức hợp đa chức năng, cao cấp, trong đó gồm có trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khách sạn 5 sao. Chủ đầu tư của dự án The Nexus quận 1 đó chính là công ty bất động sản Zifico. Dự án thì được xây dựng trên diện tích đất 8.634m² với mật độ xây dựng là 27,96%. Có thể thấy thì dự án The Nexus quận 1 tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm của quận 1 và nằm trên đường Tôn Đức Thắng, nơi có rất nhiều cửa hàng buôn bán đông đúc, sôi động bậc nhất trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án này thì tọa lạc ven sông của Sài Gòn, ngay trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những địa điểm mấu chốt và cực kỳ chiến lược trong kế hoạch đổi mới trung tâm đô thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì dự án còn có view hướng về cầu Thủ Thiêm 2 đang được triển khai thi công và xây dựng. Có thể thấy thì đây là một vị trí đắc địa, có tầm nhìn hướng qua khu đô thị mới Thủ Thiêm. Về tiến độ của dự án thì như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy, dự án này đã hoàn thiện phần sàn tầng trệt và đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công tầng hầm. Có thể thấy thì tầm ảnh hưởng của cầu Thủ Thiêm 2 khi nối khu đô thị mới Thủ Thiêm và trung tâm của quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thủ Đức, thì hàng loạt các dự án tại khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như là các dự án tại trung tâm của quận 1 thì đang được ồ ạt triển khai thi công và xây dựng nhằm góp phần đem lại cảnh quan cũng như là góp phần phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Hồ Chí Minh. Khi dự án này tọa lạc tại vị trí đắc địa và được hưởng lợi rất nhiều từ dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Ở nội dung tiếp theo thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng thì được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 10 năm 2020. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh thì dự án xây dựng Bảo tàng Tôn Đức Thắng có tổng vốn đầu tư lên đến 275 tỷ đồng. Nguồn vốn để xây dựng dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng thì trích từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Thời gian để thực hiện dự án này thì dự kiến kéo dài trong 3 năm. Dự án xây dựng mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng thì thuộc dự án nhóm B, công trình dân dụng trong lĩnh vực văn hóa cấp 2. Quy mô 1 tầng hầm và 4 tầng nổi trên diện tích sử dụng đất là 6.000m2. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án này là 8.551m2. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là phối cảnh của dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Về kiến trúc tổng thể thì công trình hài hòa, giản dị, phù hợp với triết lý nội dung của Bảo tàng Tôn Đức Thắng, tạo được hình ảnh của bảo tàng trong thành phố Hồ Chí Minh và cả quy mô cũng như là xu hướng phát triển hội nhập trong tương lai. Về tiến độ của dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng thì khá là nhanh, như trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy. Dự án đã hoàn thành xong tầng hầm và đang được thi công tầng 2 và sàn bê tông tầng 3. Video cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ của các dự án khách sạn Hilton Sài Gòn và dự án The Nestle quận 1 cũng như là dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.